mỗi cuộc đời bằng những đóa hoa mùa xuân, hãy hôn loài người bằng cả đôi môi tươi thơm, và hãy ngân lên nồng nàn khúc nhạc yêu thương, và hãy hân hoan đón chào mùa xuân đến trong ta. Em đã giấu mùa xuân trong làn tóc mây, có phải em đã giấu mùa xuân trong đôi mắt bia, và em đã giấu mùa xuân trong làn môi thơm, trong nụ cười hồng tỏa nắng hay hay. Hôn cuộc đời bằng những đóa hoa mùa xuân, hãy hôn loài người bằng cả đôi môi tươi thơm, và hãy nâng lên nồng nàn khúc nhạc yêu thương, và hãy hân hoan đón chào mùa xuân đến trong ta. Em đã giấu mùa xuân trong tà áo xanh, có phải em đã giấu mùa xuân cho mây vàng khuya sắt, và em đã giấu tình anh trong những bồi hồi trên lối đi về rực rỡ một trời hoa. Em đã giấu mùa xuân trong làn tóc mây, có phải em đã giấu mùa xuân trong đôi mắt bia, và em đã giấu mùa xuân trong làn môi thơm, trong nụ cười hồng tỏa nắng hay hay. Hãy hôn cuộc đời bằng những đóa hoa mùa xuân, hãy hôn loài người bằng cả đôi môi tươi thơm, và hãy nâng lên nồng nàn khúc nhạc yêu thương, và hãy hân hoan đón chào mùa xuân đến trong ta. Có phải em đã giấu mùa xuân trong tà áo xanh, có phải em đã giấu mùa xuân cho mây vàng khuya sắt, và em đã giấu tình anh trong những bồi hồi trên lối đi về rực rỡ một trời hoa, trên lối đi về rực rỡ một trời hoa. Chào xuân, ta hân hoan chào đón mùa xuân.
À, xin chào nhạc sĩ Minh Lộc. Chào anh. Rồi. Anh em mình cuối năm là lúc nào cũng vui tươi. Vui vẻ mình rồi. Để cho mình thấy kết thúc năm cũ và chuẩn bị bước sang năm mới nó có những cái mới hơn. Và hôm nay mình đến nhà Minh Lộc mục đích là thăm hỏi sức khỏe gia đình. Cái thứ hai là cái thành công ở trong công việc sáng tác nhạc trong năm vừa rồi, và cái thứ ba là trong cái công việc làm ăn trong cái nông ngư cụ của cái bến cảng. Xin nhà sĩ Vĩnh Lộc cũng có đôi lời. Trước hết thì xin cảm ơn anh nhạc sĩ Quang Đổng về những cái lời anh hỏi khi ghé thăm tôi. Thì phải nói rằng đó là cái tinh thần của những người anh em nghệ sĩ mình quan tâm đến nhau. Trước hết là nói về cái tình hình sức khỏe, công chuyện làm ăn, nói chung thì ổn anh, tốt, không có vấn đề gì. Cái thứ hai nói về vấn đề sáng tác, thì năm nay thì mình sáng tác cũng được nhiều, cũng khá nhiều đấy, cũng vài chục bài. Tuy nhiên năm nay là mình đoạt giải thì lại ít, chỉ có cái bài Tổ quốc tôi yêu á thì đạt được 2 lần giải của quốc gia cũng như của liên hiệp thanh niên Việt Nam, và đặc biệt là cái bài Tổ quốc tôi yêu này đã được trình diễn nhiều nơi và được nói chung thì đông đảo một chút thì đó là cái còn là những vấn đề khác, ví dụ như là các cái hoạt động ở trong cái phong hội hoặc là anh em nghệ sĩ của mình với nhau, thì tôi vẫn luôn giữ cái mối tình cảm bạn bè, cái tình cảm của những người sáng tác viết về quê hương. Nói chung ta thể hiện hết được những cái gì mình có thể có thể làm được. Nói chung là Quang Đổng thì cũng rất gần gũi với anh em mình, nhưng mà nó nói với cũng rất là hơi đặc biệt một tí cho những cái tác phẩm của Vĩnh Lộc á, mà có đăng tải thì qua cái hình ảnh thì mình cũng cố gắng hết sức là mình làm sao để cho nó tròn trịa cho cái nội dung mà với hình ảnh, mặc dù là hình ảnh có những cái nó thật và mình làm thật, và có những cái mình phải mượn trên internet mạng đó, cho nên là mình cũng nhân đây mình cũng nói với nhạc sĩ Minh Lộc là hết sức thông cảm về cái cách làm hình của nhạc sĩ Quang Đẩu. Mình rất là có tiêu chí để mà hưởng ứng tất cả những cái tác phẩm gì mà anh em khi có những tác phẩm mới, nhất là nhạc sĩ Minh Lộc có những tác phẩm mới chẳng hạn như hưởng ứng bóng đá đội tuyển Việt Nam hoặc là bất cứ nơi đâu mà có những cái là chiều hướng để mà tiếp thu những cái bài hát của mình sáng tác chẳng hạn như là Tổ quốc tôi yêu, vân vân, thì nói chung là mình đều hưởng ứng. Và khi mà cập nhật qua cái livestream này nọ thì nói chung là mình rất nhiệt tình cái đó để hỗ trợ cho anh em một phần nào đó về sinh khí. Thì nói chung là cuối năm thì mình để chia sẻ với nhạc sĩ Minh Lộc với cái tinh thần anh em mình cộng hưởng với nhau trong cái tinh thần là nhạc sĩ. Trước hết thì em cũng cảm ơn anh nhạc sĩ Quang Đổng đã có cái tấm lòng đối với Quỳnh Lộc rất là nhiều. Những cái bài hát mình viết ra qua làm video thì anh Đổng đã tất nhiên thì cái chuyện gì đó xảy ra thì anh Quang Đổng đã nói không sao hết, nhưng mà từ trước đến giờ mình làm thì làm chỉ có anh Quang Đổng thôi, chẳng có ai khác. Trước hết là đó là những người bạn, là những người đồng nghiệp, có thể nói là như vậy. Cái tình cảm đó là cái đặc biệt của mình, là phải chơi người nào mình được chơi hoài người đó, ít khi nào mà bỏ đi. Đặt trường hợp nó quá đáng, nó không có cái gì thì thôi, cho nên mình sẽ nói trước hết là xin cảm ơn anh đã
cho người đóng viết Việt Nam, đặc thậm chí tạo điều kiện cho người có những cái sáng chế mới để phục vụ cho quê hương mọi người, và đó là cái niềm vui của bạn. Xin cảm ơn. Rồi, nói chung là tinh thần của anh em mình thì cộng hưởng với nhau, ngay cả bản thân mình thì mình cũng có trao đổi về cái công việc của mình làm, thì nói chung là cái sáng tác đó là đồng cam cộng khổ với anh em. Tất nhiên là tới nơi đông thì mình cũng đều mang tiếng hát của mình phản ảnh cái nội dung của cái vùng quê đó, hoặc là nơi bất cứ nơi đâu. Và bên cạnh đó thì mình cũng là người mà chuyên làm hình ảnh, thì mình cũng muốn làm sao để anh em vui khi mà nhận được một cái clip mà anh em mình có một cái niềm vui, có nụ cười là mình thấy là rất là sướng. Thì nói chung là mình là như vậy. Nói chung là làm sao những cái tác phẩm của mình, của Vĩnh Lộc, anh Quang Đẩu hay tất cả các anh em của mình, nghệ sĩ của mình đó, được đưa lên trên màn hình, được mọi người nghe, mọi người cảm nhận, đó là niềm vui và niềm hãnh diện của tất cả các nghệ sĩ, và đó là điều Vĩnh Lộc mong muốn. Phải nói thẳng đó là như vậy. Thì hôm nay anh em mình có cái chia sẻ cuối năm, và cũng mình cầu chúc cho anh em mình sang năm mới có những tác phẩm hay, và riêng bản thân mình làm clip thì nói chung là có mỗi ngày nó có những cái mới để làm sao nó gần gũi với anh em mình, chia sẻ với nhau, cùng niềm vui với nhau. Thì xin chúc mừng nghệ sĩ Vĩnh Lộc, và chúc cho gia đình năm mới làm ăn phát tài hơn. Dạ, xin cảm ơn anh. Và qua anh cho tôi gửi lời thăm tất cả các anh em nghệ sĩ, nhạc sĩ của mình nha. Quý vị và các bạn vừa làm quen thêm một nhạc sĩ của quê hương Bình Thuận. Dù bé duyên với sáng tác nhạc chưa lâu, nhưng anh đã đạt được giải thưởng khá cao. Đó như một liều doping giúp cho anh có nhiều sức bật mạnh mẽ trên con đường.